Bạn, mời các bạn xem chương trình chợ Đông Khê hôm nay có gì. Trước tiên tôi giới thiệu với các bạn chương trình chợ Đông Khê hôm nay có những món như sau: thứ nhất là cam, thứ hai là bắp cải, thứ ba là cà chua, thứ tư là ổi, thứ năm là hạt dẻ, thứ sáu là dưa chuột. Hiện nay các bạn đang theo dõi trên màn hình là ổi này là ổi Tây Ban Nha, còn hạt dẻ là hạt dẻ Trung Quốc. Cà chua này thì cà chua Việt Nam. Còn trên mà bàn các bạn đang theo dõi đây là cà là cà ở Việt Nam, dưa là dưa bắp cải cũng là của Việt Nam, và dưa rau cải sen cũng là của Việt Nam. Đây là củ đậu cũng là của Việt Nam, trồng ở Kiến Thụy mang ra đây bán. Còn dưa chuột này cũng ở bên Thủy Nguyên các bạn. Các bạn đang theo dõi trên chương trình là từng đây món của chợ Đông Khê Hải Phòng, và đồng thời như vậy là có một quán lòng rất là ngon, một người phụ nữ rất là xinh gái đang đứng mua lòng ở đây để phục vụ chồng con buổi tối hôm nay, chương trình hôm nay các bạn đang theo dõi. Ngoài ra còn có ngô này là ngô nếp. Bên cạnh ngô nếp là một rổ rau rất là nhiều loại rau: su hào, bắp cải, rau cải. Ngoài ra còn có ổi và táo, cam. Các bạn đang theo dõi đây. Bên cạnh rổ táo cam này là một quán bán bánh bèo. Ở tại chợ Đông Khê là có một quán bánh bèo từ 1 giờ chiều cho đến 8 giờ tối, 9 giờ tối. Người bán bánh bèo này bán khi nào hết thì về. Còn đây là các cháu nhỏ đang đi ra đây để ăn bánh bèo. Và sau khi ăn xong các cháu lại tiếp tục mua mang về nhà cho những người